Xin chào các bạn. Hôm nay Trang xin trộn món salad cho cả nhà thưởng thức nha. Đây, một rổ này không thể thiếu. Đó là salad bắp cải tím, củ cải trắng, một trái dưa, này, ớt đỏ, ớt vàng, ớt xanh và trái apple, trái táo. Thành phần chất đạm gồm có trứng, thịt tơ kỳ là gà tây, chi, nước để trộn salad có bán sẵn ở ngoài chợ có gờ rất là tiện lợi, một chút muối, một chút tiêu và đây là các loại trái cây chua chua mặn mặn ngọt của Mỹ. Trái này nó giống giống như trái dưa leo, dưa chuột của mình. Bây giờ Trang tiến hành rửa và trộn cho các bạn xem Trang mời nha. các bạn. Bây giờ Trang mời các bạn cùng Trang tiến hành trộn nha. Đầu tiên là salad. Trang trộn làm hai tô. Cho chồng một tô và bé Rum chiều về một tô. Kế đến là bắp cải tím cho nó đẹp màu. Chia làm hai phần. Kế đến là một miếng dưa. Chia đều cho hai cha con luôn. Rồi, tiếp đến là một chút ớt xanh. Bỏ cái hột đi. Cắt vuông vuông vậy nè các bạn. Cắt vuông vuông vậy. Rồi một chút ớt vàng. Người Mỹ không có ăn rau cải rồi luộc như mình thì nếu mà ăn được thì chồng sẽ ăn những cái loại trái cây rau cải sống. Một chút ớt đỏ. Chút đỏ chia làm hai tô và một chút củ hành. Củ hành là ăn rất là ngọt, rất là ngon nha các bạn. Củ hành ăn sống rất ngọt, rất là ngon, nhưng mà dùng một ít thôi, không dùng nhiều quá nó có mùi. Chồng ăn củ hành là nhiều hơn bé Rum một chút. Cơ bản các loại xà lách rau củ quả vô vậy, rồi bắt đầu cho một miếng nước giấm vô. Đây là nước giấm chế biến sẵn rất là tiện lợi. Chế vô một chút, mỗi bên một chút. Sau đó là cho một chút muối vô cho nó mặn đậm đà và một chút tiêu cay cay. Rồi tiến hành xóc lên, xóc đều lên các bạn, từ bên đây cũng vậy, xóc đều lên. Xóc đều nước giấm muối, trộn đều lên.
Bây giờ Trang tiến hành cái bước thứ nhì là bỏ chất đạm vô. Chất đạm là tơ kỳ, thịt tơ kỳ là thịt gà tây. Một bịch như vậy chia làm hai lần ăn. Cắt nhỏ ra các bạn. Nó là có gần cả chục lớp lận. Mình cắt ra rồi lấy ra từng lớp. Đây, thử coi, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp, 6 lớp, 7 cả chục lớp vậy đó. Đó. Một bịch thì chia cho hai cha con làm hai tô. Chồng ăn buổi trưa, còn bé Rum mày ăn buổi chiều. Chiều về ăn nhẹ xong rồi tối chút ăn cơm. Đây là cái món này là nó tốt cho sức khỏe chồng Trang lắm, nên Trang nói chồng là ráng ăn cũng từ thứ hai tới thứ năm, rồi 6-7 chủ nhật thì ăn món khác. Thì trộn cái này cũng mất 10 phút, thì Trang làm sẵn trước một chút xíu, chồng nghỉ làm rồi xuống ăn. Lúc trước không có Trang, chồng Trang không có ăn món này đâu. Tại vì trộn cũng mất cả 10 phút làm biến lắm. Ăn thức ăn nhanh, mua đồ hộp rồi bỏ vô hấp lại ăn à. Mà từ ngày có Trang thì chồng nói thôi ra Trang làm đi. Rồi chồng ăn 3-4 ngày. 4 ngày buổi trưa vậy không nè bạn. Tội nghiệp, nó cũng tội nghiệp. Ăn như vậy xong 4 ngày liền trong một tuần đó. Rồi, đây này bỏ chất đạm là cái thịt gà tây xong rồi. Bây giờ mỗi một phần sẽ là một cái trứng luộc nữa. Đang cắt trứng luộc để lên. Một cái trứng cắt làm 4. Một trứng cắt làm 4 để lên trên vậy đó. Đối với Rum thì một cái phần như vậy là đủ thêm miếng chi lên trên. Còn đối với chồng Trang thì ăn thêm một chút nguyên liệu này nữa. Chồng Trang rất là thích cái hũ này. Cái trái gì Trang cũng không hiểu nữa. Giống như trái cao của mình vậy đó. Giống như trái cao của mình vậy đó. Nó chua chua, nó mặn mặn. Để lên trên. Một chút xíu cái nước này nó ăn tốt cho tim, cho sức khỏe. Và một cái trái này giống như trái dưa chuột của mình nhận chua vậy đó. Nè các bạn, giống như một trái dưa chuột nhận chua vậy đó. Rồi bỏ thêm vô cho chồng. Bước cuối cùng sẽ là bỏ chi lên trên các bạn. Bé Rum thì không ăn đồ chua nhiều lắm, để một chút chi lên này xong. Đây buổi ăn trưa của chồng Trang. Chồng Trang sẽ ăn để giữ gìn sức khỏe, để sống lâu, để chăm sóc cho mẹ con Trang. Các bạn thấy có ngon không ạ? Có dễ làm không ạ? Thì các bạn thử một lần làm với Trang thưởng thức nha. Ngon lành không cả nhà? Bây giờ Trang mời chồng Trang xuống ăn nói chuyện với các bạn chút nữa nha. Chồng Trang rất là dễ thương, rất là tốt. Trang rất là may mắn. Bây giờ tới giờ chồng nghỉ trưa rồi, ăn rồi. Mời chồng ăn salad. Yeah. So every day I get to eat healthy salad, some healthy, with lettuce, cheese, olives, egg, a pickle, no dressing. And some other vegetables that I don't know what they are. She just adds different vegetables. So I try to eat good for blood sugar and cholesterol. Hope good for heart. Okay.
Chồng nói là cảm ơn vợ đã làm bữa ăn trưa rồi có vegetable rau cải rất tốt cho sức khỏe. Không ngon, delicious. Ngon không? Ăn vài mỗi ngày tuần bốn ngày very good. Cũng hơi ngán à. Very good, được. Không dám chê, vợ làm mà đâu dám chê. Come on. Cảm ơn các bạn đã xem video của Trang, yêu thương và ủng hộ gia đình nhỏ của Trang. Mong rằng các bạn có một bữa làm salad giống như Trang, ăn thật ngon để giữ gìn sức khỏe, để sống lâu, sống thọ, làm gì có ích cho xã hội và ủng hộ gia đình Trang nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn, tạm biệt các bạn, hẹn ở video sau nhé.